chào các bạn. Hôm nay đến với kênh của Hoa Hàng TV, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm mắm giống để mang ra trồng vụ tiếp theo. Thì hiện tại là ở quê mình bây giờ đang làm đất và cắt mắm trồng hành, chuẩn bị cho công tác là ra đồng để trồng cho một vụ hành mới. Thì đây cái cúm hành mà năm ngoái nhà mình để giống đây các bạn, thì nếu mà để nguyên như này thì cũng không thể trồng được, thì bình thường thế này thì có thể mình dùng dao mình cấu chỉ cho nó đỡ đau tay, nó dễ làm hơn. Nhưng mà mình không thích dùng dao thì mình làm đấy, bóc cái vỏ đi nó sạch như này đó. Bình thường cái này có dao thì làm nó cũng dễ, nhưng mình thì mình không thích dao thì mình làm tay không đó. Chất cuống làm sạch bỏ đi. Mình bóc này làm cho sạch này, để khi mình có tẩm thuốc vào khi trước khi trồng này nó cũng bắt được vào nhiều hơn, tốt hơn, chống đỡ được sâu bệnh mà cây hành nó lên tốt hơn. Đó. Thì từ một tôm hành này sẽ chuẩn bị ra như thế thì đây. Mình bóc sẵn được này, thì khi mà đến mai trồng thì hôm nay mình sẽ này, không phải để nguyên như này mà dòng vì dòng như này nó thành khóm to quá, không được, mình phải tách ra này đấy, thành những cái mấm nhỏ đấy. Để mình kiểm tra cả cái tảng này xem nó có còn ướt hay đã khô thì nó mới lên được đấy. Những cái to quá mình tách ra, mấm đạt thì mình sẽ lấy bên này, còn đâu mấm nhỏ hẳn mình sẽ để về bên mấm nhỏ này đó. Chọn lọc đấy, như này để nó cũng to quá, tách ra một mấm đạt đấy. Thì nó sẽ có hai mấm nhỏ, mình sẽ vớt mấm nhỏ. Trước khi trồng là mình phải làm như thế này. Cái đầu này cứ cấu này, cái đầu này cấu càng cụt càng tốt nha các bạn, vì khi cụt ấy, thì khi dòng được vài ngày thì cái cây hành nó sẽ đâm từ cái tảng thân giữa này, nó lên đây thì nó càng dễ chui ra ngoài ấy. Đấy. Càng cấu sạch này càng tốt này. Cấm được chọn đều khó. Để to quá thì đến lúc dòng mà mình không tỉa được thì cái hiệu quả năng suất của cái cụm hành đó nó sẽ không được cao, thì nó dày quá thì củ không được to. Cái này này, nó để nguyên thì rất là to đấy. Mình đấy tách này ra, lấy một cái nhỏ này ra để dòng riêng ra một cái, còn nó móng nó phải tương đối đều nhau. Khi mà mấm mà bạc đã chuẩn để dòng ấy thì nó đều nhau, mấm nào cũng như mấm nào các bạn. Phải cần nộm nữa, mấm mình đã trộn ngọc ra, mấm nào nó cũng như mấm nào ha. Không? Còn đây là riêng một loại nhỏ hơn này, cái loại nhỏ này thì mình sẽ trồng riêng vào một luống, thì dòng diện tích nó chật hẹp hơn, nó nhỏ hơn thì nó sẽ đạt hiệu quả năng suất. Chứ nếu như mấm này mà dòng thưa như mấm này thì hiệu quả năng suất không cao. Đây các bạn so sánh mấm này khác nhau. Đó. Đấy là cách làm sạch và chuẩn bị công tác chuẩn bị giống hành trước khi ra đồng trồng. Thì sau đây các bạn mà theo dõi kênh của mình, các bạn sẽ biết được trồng hành như thế nào và cây hành phát triển ra làm sao. Thì sau đây mình được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn nhớ chia sẻ và đăng ký kênh của mình nha.